Thưa quý vị, thời gian gần đây, diện tích sầu riêng tại tỉnh Tây Ninh cũng như nhiều địa phương trong cả nước tăng lên một cách chóng mặt. Điều này đã khiến không ít người phải lo lắng về tương lai của cây sầu riêng trước những tiềm ẩn về giá cả và đầu ra trên thị trường. Sự hấp dẫn về giá trị kinh tế và những lo lắng mang tính dự báo của giống cây trồng này dường như đang kẹp cứng người nông dân khi đưa ra quyết định có nên gắn bó với giống cây trồng này hay không. Phóng viên TTV11 đã có những tìm hiểu thực tế và đã có câu trả lời từ các cơ quan chức năng. Tại xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, một trong những thủ phủ trồng sầu riêng của tỉnh Tây Ninh, với diện tích canh tác đạt trên 1.000 hectare. Hiện nay, người nông dân đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch, với sản lượng ước tính trong năm đạt khoảng 10.000 tấn. Trái ngược với nhiều nơi khác, hiện giá sầu riêng tại đây không những không rớt giá mà đang có xu hướng tăng, đạt từ 50 đến 55.000 đồng một ký thu tại vườn. Năm rồi với năm nay giá cả cũng tương đương. Sầu riêng như năm nay như vậy thì lãi khoảng tầm khoảng 7 đến 800 triệu trên một hectare. Năm nay thì cũng có nhiều thương lái đến địa phương đặt hàng cũng nhiều hơn. Thì qua đó thì làm cho giá cả thì nó cũng được cao hơn mỗi năm. Thị trường tiêu thụ trong thời gian tới thì mình nghĩ là nếu mà mình xây dựng cái sản phẩm tốt thì mình sẽ đi xa ra thị trường thế giới, thì thị trường nó càng rộng lớn chứ nó không bị thu hẹp đâu. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, hiện nay diện tích trồng sầu riêng của tỉnh đạt gần 3.000 hectare. Định hướng của tỉnh đến năm 2030 sẽ phát triển đạt từ 5.000 đến 6.000 hectare. Tuy nhiên, việc phát triển mạnh về diện tích luôn kéo theo nỗi lo về giá cả và đầu ra của nông sản. Trong vài năm gần đây và có thể dự đoán trong vòng vài năm tới thì cây sầu riêng vẫn là một cây và có cái thu nhập tốt cho người nông dân. Đặc biệt là trong tình hình mà Việt Nam chúng ta cũng đã ký kết được với Trung Quốc để mà xuất khẩu chính ngạch sang cái thị trường rất là rộng lớn. Cho nên là cái tiềm năng phát triển sầu riêng của nước ta nói chung là vẫn còn. Đặc biệt là đối với Tây Ninh, chúng ta có một cái khí hậu thời tiết là có sự khác biệt với lại miền Tây và Tây Nguyên. Cho nên cái vụ của chúng ta không trùng với những cái vùng sản xuất lớn như vậy. Chúng ta sẽ thường là chúng ta thu hoạch sớm hơn Tây Nguyên. Và chất lượng sầu riêng của Tây Ninh hiện nay thì đã được khẳng định và có thương hiệu ở trên thị trường trong và ngoài nước. Cho nên rằng là việc phát triển cây sầu riêng tiến tới nó là một cây thế mạnh của tỉnh Tây Ninh là tôi nghĩ rằng một điều hoàn toàn trong tầm tay. Hiện tại thì là lượng nhập khẩu của Trung Quốc vẫn cần rất lớn, bởi vì mùa thì nó theo xen kẽ của giữa Thái Lan và Việt Nam, và hiện tại là xuất vẫn tốt chứ không chưa có một cái gì là gặp khó khăn cả. Quan trọng là nhân dân là trồng là phải theo đúng quy trình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, ra được cái sản phẩm tốt thì cái cơ hội để mà phát triển, để mà xuất được sang Trung Quốc rất lớn. Từ những đánh giá của các ngành chức năng cũng như thực tế nhu cầu thị trường, có thể thấy việc sầu riêng biến thành sầu chung là điều khó có thể xảy ra trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để việc canh tác đạt hiệu quả và phát triển bền vững thì người trồng cần nâng cao chất lượng, chủ động liên kết, xúc tiến thương mại sản phẩm.